Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Commenter. Ở trên bàn của mình đây, đấy chính là bom máy chủ khủng nhất quả đất. Bom máy chủ có thể nói là khủng nhất trong tất cả các mẫu bom máy chủ ở trên thị trường hiện nay. Đây chính là Asus ROG Rampage 6 Extreme. Như mình đã nói thì bom máy chủ Asus ROG Rampage 6 Extreme đây là một trong những bom máy chủ khủng nhất quả đất. Và nó đã được xuất hiện trong rất nhiều bộ PC khủng của Hà Nội Commenter. Những bộ PC có mức giá lên tới 250 hay là 300 triệu toàn thận đúng không? Và những video đấy đều có sự hiện diện của bom máy chủ Asus ROG Rampage 6 Extreme. Nhưng mà trong những video đấy nó chỉ là nhân vật phụ thôi. Còn trong video ngày hôm nay sẽ chỉ có mỗi bom máy chủ này thôi. Và mình sẽ mở hộp ra và cho các bạn xem những công nghệ bên trong của nó khủng khiếp tới như thế nào. Và nhìn từ bên ngoài các bạn có thể thấy tên của nó đấy chính là ROG Rampage 6 Extreme. Đây có biểu tượng Asus ROG này. Như ở bên dưới các bạn có thể thấy nó sẽ sử dụng chipset là X299 và nó sẽ support cho những vi xử lý Intel Core X này. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ thêm cả ổ cứng Intel Optane, rồi là công nghệ SLI của Nvidia, rồi là Crossfire của AMD. Và đương nhiên là nó sẽ có hỗ trợ công nghệ Aura Sync, công nghệ sync với cả LED RGB tốt nhất thế giới hiện nay. Và ngay ở phía bên sau thì các bạn sẽ được Asus nói qua một chút về mặt công nghệ. Ví dụ như là các bạn sẽ có cổng LAN 10GB này. LAN thông thường nó chỉ có 1GB thôi, nhưng mà đây các bạn sẽ có cổng LAN 10GB. Ngoài ra các bạn có cả hai chuẩn Wi-Fi đấy, chuẩn AC cũng như là chuẩn AD. Rồi ở đây các bạn sẽ có cổng RGB header cả 5V và 12V. Rồi các bạn sẽ có cả một phần màn hình OLED nho nhỏ. Các bạn có thể hiển thị được một số thông số như là nhiệt độ này, rồi là xung, rồi là báo lỗi code, hay là các bạn có thể hoàn toàn gán cho nó hiển thị những hình ảnh rất là cute. Rồi ở bên đây các bạn sẽ có thêm một công nghệ rất là mới của Asus. Nói mới thì cũng không phải là nó mới lắm đâu, nhưng mà nó chỉ xuất hiện trên những dòng bom máy chủ của Asus thôi. Đấy chính là công nghệ khe DIMM 2. Ở đây sẽ là hình ảnh của nhân vật chính. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là LED của nó rất là đẹp đúng không? Bình thường thì nó sẽ là màu xám, nhưng mà khi bật máy lên LED của nó sẽ hiện lên rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hộp ra xem bên trong nó có những gì đã. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, bom máy chủ Asus ROG Rampage 6 Extreme. Đây, nhân vật chính của chúng ta, để mình lấy ra đấy nhá. Đây, bom máy chủ cực kỳ đẹp của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn mặt sau trước. Đấy, nhìn từ mặt phía sau trước. Đây các bạn có thể thấy là nó được gắn tận là 3 cái backplate, một phần backplate của CPU này, một phần backplate của phần VRM. Nó sẽ làm cho VRM chắc chắn hơn, cũng như là giải nhiệt nó ra phía sau, ra phía sau của mặt cây, nó sẽ làm cho VRM mát hơn một chút. Còn đây sẽ là phần backplate để giữ độ chắc chắn cho vỏ cây. Và ở phía giữa này các bạn sẽ có thêm cả LED RGB nữa. Đây, LED RGB được chạy dài từ trên xuống dưới rất là dài, và nó sẽ chiếu sáng ở trong vỏ cây rất là đẹp luôn. Rồi, mặt sau thì cũng chỉ có như vậy thôi. Còn bây giờ sẽ là mặt trước. Đây các bạn có thể nhìn thấy mặt trước của bom máy chủ này, các bạn nhìn đây, nó chi chít những linh kiện. Còn ở đây thì Asus đã làm che lại tất cả, thế nên nhìn nó đơn giản hơn cũng như là đẹp mắt hơn khá là nhiều. Ở đây nó sẽ được sơn màu bạc và màu đen. Các bạn nhìn nó như là kim loại đúng không? Nhưng mà thực ra thì ở bên dưới nó là nhựa trong. Còn ở bên trên Asus đã sơn một cho nó một lớp kim loại rất rất là mỏng. Nhưng mà kim loại nhưng mà nó không giật đâu nhá. Các bạn hãy cứ yên tâm là nó không giật các bạn đâu. Bên trên nó là một lớp kim loại mỏng, thế nên là lúc nhìn bình thường nó giống như là kim loại. Nó nhìn rất là sang trọng. Nhưng mà khi mà các bạn
cắm điện vào, bật led lên thì trông nó cực kỳ đẹp luôn. Mình có thể chen một đoạn video vào đây để các bạn có thể quan sát xem độ đẹp của hệ thống led này như thế nào. Ở phía trên các bạn sẽ có là dòng chữ Republic of Gamer, một dòng chữ huyền thoại của Asus, đấy chính là viết tắt của chữ ROG. À đâu, viết đầy đủ của dòng chữ ROG. Đây, hệ thống led ROG chiếu lên nó cực kỳ đẹp. Ở bên cạnh các bạn sẽ có là Rampage 6 Extreme. Rồi ở đây thì các bạn nhìn nó, các bạn đang nhìn là nó không có gì đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn bật máy lên thì đây nó sẽ hiện ra một cái màn hình OLED bé bé ở đây. Nó sẽ hiển thị một số thông tin như là cốt lỗi này, rồi là nó sẽ hiển thị là về thông tin về xung nhịp, rồi là nhiệt độ vân 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 vân. Ngoài ra các bạn cũng có thể chèn thêm một số cái sticker đáng yêu kiểu khủng long hay là trái tim gì đấy vào đây. Asus sẽ hỗ trợ các bạn làm việc này. Rồi ở phía đây các bạn có thể thấy là phần tản nhiệt VRM được Asus làm khứa rất là nhiều răng cưa để có thể đón được nhiều gió hơn vào đây và nó sẽ giải nhiệt nhanh hơn. Nhưng mà phần tản nhiệt VRM nó không chỉ nằm ở đây đâu, mà nó còn có một ống bằng sắt ở đây, nó sẽ kéo ra vào phía trong phần che IO này. Rồi ở đây các bạn sẽ có 8 khe RAM. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhìn đi, nó không được bọc giáp như là những hãng sản xuất bom chủ khác. Nhưng mà các bạn hãy để ý, đấy chính là nó sẽ có một phần thép ở ngay giữa đây. Nó sẽ giữ cho phần khe RAM này chắc chắn hơn khi các bạn rút RAM ra. Các bạn sẽ không sợ các bạn rút quá tay bay luôn cả khe RAM đâu. Chắc chắn chuyện đấy sẽ không thể nào xảy ra được. Và bên cạnh khe RAM các bạn sẽ có là khe DIMM 2. Đây, nó ghi ở ngay đây cho các bạn, đấy chính là khe DIMM 2. Đây là thiết bị chuyển đổi và các bạn sẽ gắn nó vào khe DIMM 2 này. Nó sẽ giúp các bạn có thể gắn được thêm hai ổ LDDR2 nữa, một ổ ở đây và một ổ phía mặt bên cạnh này. Các bạn có thể gắn nó vào đây và theo như Asus quảng cáo thì nó sẽ cho tốc độ tốt hơn là khi các bạn cắm vào những ổ LDDR2 thông thường, bởi vì nó sẽ sử dụng trực tiếp băng thông từ CPU, thế nên là nó sẽ cho tốc độ cao hơn. Còn theo như mình test thực tế thì hiệu năng của nó cũng thế thôi và nó không chênh lệch quá nhiều với cả việc các bạn sử dụng những ổ LDDR2 bình thường ở trên BOM chủ. Và thực ra với BOM chủ này chúng ta sẽ có 3 khe LDDR2, 2 khe sẽ nằm ở đây và gắn qua khe DIMM 2 này. Nhưng mà một khe nữa nó sẽ nằm ở đây, ngay phía dưới phần tấm nhựa này. Các bạn có thể mở một con ốc ở đây và các bạn có thể tiếp cận được với khe LDDR2 đấy. Rồi ở phía bên cạnh các bạn có thể thấy là nó được trang bị rất là nhiều phím bấm cũng như là công tắc khác nhau, bởi vì nó support cực kỳ mạnh cho những dân overclocker. Ở đây các bạn có nút start, có nghĩa là nút bật nguồn này, nút reset, rồi các bạn sẽ có nút là recharge button cũng như là nút save boot để các bạn có thể vào BIOS một cách an toàn hơn. Rồi ngoài ra các bạn sẽ có thể bật tắt LED ở trên 4 khe PCI 16X này. Đây, 4 khe 1, 2, 3, 4. Rồi ở bên dưới đây các bạn sẽ có cổng suất USB 3.1 Gen 2, cổng suất USB Type-C 3.1 Gen 2 ở mặt trước cây. Với những mẫu vỏ cây mà có cổng USB Type-C ở mặt trước thì các bạn có thể nối nó vào đây. Rồi ở xuống thêm một chút nữa thì các bạn có ở đây là cổng USB 3.1 thông thường này, USB 3.1 Gen 1 thông thường. Rồi các bạn có 6 cổng SATA 3, rồi cổng U2. Đây là một cổng LED có tốc độ rất là cao và thường được sử dụng trong những bộ máy workstation. Còn ở Việt Nam hiện tại thì đang có rất là ít người sử dụng cổng U2 này. Rồi bên dưới nó rất là nhiều cổng kết nối khác nhau. Mình nghĩ là các bạn nên đọc qua sách hướng dẫn sử dụng. Nếu mà mình có đọc hết đó ở đây chắc là video này dài mất một tiếng. Rồi các bạn sẽ có hai công tắc nữa, rồi là nút các bạn để switch BIOS. Các bạn có thể trao đổi giữa hai BIOS để có thể ép xung cũng như là thực hiện một số thao tác ở trong BIOS nó được an toàn hơn. Ở đây các bạn có 4 khe PCI 16X đã được bọc giáp rồi. Và ở phần chốt này các bạn được làm trong, thế nên là khi LED bật lên nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi là ở bên này các bạn sẽ có là phần tụ hóa âm thanh được Asus quảng cáo là cực kỳ ngon luôn. Công nghệ Supreme FX nó mang lại cho các bạn một chất âm trung thực nhất có thể. Quay trở lại với cả phía trên này thì các bạn để ý là chúng ta sẽ có hai cổng cắm nguồn, một cổng 8 pin và một cổng 4 pin. Nó sẽ cấp cho CPU một lượng điện cực kỳ nhiều luôn và nó hoàn toàn có thể cân tốt kể cả vi xử lý như là Intel Core i9 7980XE. Và 7980XE mà cắm vào đây phải nói là một cặp đôi song sát luôn, nó mang lại cho các bạn một hiệu năng cực kỳ khủng khiếp. Và ở trên này các bạn cũng sẽ có một cổng là Water Block Sensor. Nó sẽ giúp các bạn kiểm soát được dòng nước ở trong cái block của CPU. Nó sẽ kiểm soát được như là tốc độ dòng nước, rồi là nhiệt độ của dòng nước ra sao ra sao. Rồi đây, nó mình phải nói thực sự là nó có quá là nhiều công nghệ dành cho các bạn. Mình mà nói hết chắc là video này sẽ là khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy thì mới hết được công nghệ của mẫu bom chủ này. Thế nên mình nghĩ là các bạn nên lên trang chủ của Asus và tìm hiểu về nó. Và mình sẽ quay qua mặt sau. Mặt sau các bạn sẽ có một lô, một lốc cổng kết nối nữa ở đây. Đây các bạn sẽ có nút Clear CMOS này. Rồi các bạn sẽ có, đây chính là cổng của Wi-Fi AD.
đây chính là jack để các bạn cắm anten AD. Rồi đây sẽ là Wi-Fi AC này cho các bạn, có nghĩa là các bạn sẽ có hai chuẩn Wi-Fi khác nhau. Rồi các bạn sẽ có 4 cổng USB 3.1 Gen 1 nữa ở đây. Rồi ở đây các bạn sẽ có 2 cổng USB 3.1 Gen 1 nữa, nhưng mà nó sẽ có thêm tính năng đặc biệt. Với khe này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể flash BIOS. Rồi khe bên cạnh nó sẽ là khe để các bạn có thể cắm được cái bàn phím vào đây. Rồi ở bên dưới lại là 2 cổng USB 3.1 Gen 1 nữa. Tổng cộng các bạn sẽ có là 2, 4, 6, 8 cổng USB 3.1 Gen 1. Rồi ở bên dưới tiếp theo đấy chính là các bạn sẽ có 2 cổng USB 3.1 Gen 2, có cả tai A và cả tai C, rất là tiên tiến đúng không? Rồi bên cạnh các bạn sẽ có là cổng LAN bình thường, đây là cổng LAN của Intel bình thường. Còn ở phía trên này, đây chính là cổng LAN 10GB của các bạn. Rồi ở dưới cùng là các bạn sẽ có những cổng xuất âm thanh, đây là cổng SPDIF và còn lại là những cổng xuất âm thanh bình thường. Nó sẽ được mạ vàng và khi các bạn cắm điện vào thì phần cổng xuất âm thanh này nó cũng có LED luôn. Các bạn có thể dễ dàng cắm mà không sợ bị nhầm. Rồi đây thì tổng kết lại về nói thực sự là đây là một mẫu bo máy chủ cực kỳ nhiều công nghệ ở bên trong, nó có quá là nhiều công nghệ cũng như là thiết kế của nó rất là chất. Thiết kế của nó phải nói là quá là đẹp đi, không phải tự nhiên mà ASUS có thể hết giá của nó lên tới là 18 triệu đồng đâu. Nãy giờ mình nói với các bạn đã rất là dài rồi đúng không? Nhưng mà mình vẫn chưa thể nào mà nói hết được về mặt công nghệ ở trên mẫu bo máy chủ này. Và mình cũng nghĩ có lẽ là các bạn nên tìm hiểu thêm về công nghệ trên mẫu bo máy chủ này ở trên website chủ của ASUS. Và đây sẽ là một mẫu bo máy chủ quái vật, best bo máy chủ ở trên trái đất này. Và đây là một mẫu bo máy chủ mà khiến chúng ta phải mất đi chắc là phải hai quả thận luôn chứ không phải là một quả thận đâu, với mức giá 18 triệu đồng. Và khi nó đi kèm với cả một mẫu CPU như là Intel Core i9-7980XE nữa thì combo bo máy chủ và CPU nó mất gần là 70 triệu rồi, khoảng 70 triệu luôn. Thì chưa kể các đồ họa gì các thứ linh tinh, thì một bộ PC mà để các bạn build với cả bo máy chủ này thì chắc nó phải mất của bạn tầm 200-300 triệu đấy. Rồi ý kiến của bạn như nào về mẫu bo máy chủ này thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.